Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng là tiếp tục review vị tướng tiếp theo, đó chính là Tôn Kiên của Đông Ngô. Đấy, con tướng này thì cái phần đặc điểm tướng nó đã nói khá nhiều. Đầu tiên là lượng sát thương này, hậu thuẫn này, thiếu đốt này. Đấy, nghĩa là những cái đặc trưng của Tôn Kiên. Nhận xét một chút về vị tướng này. Tôn Kiên là một con tướng thực sự không quá là nổi bật lắm ở trong ở trong các vị tướng của Đông Ngô. Đấy, Đông Ngô tôi thích dùng Tốn Sách hơn. Tôn Kiên nó có lượng đam bình thường, cái đam mạnh nhất của nó nằm ở cái chiêu vô song, cái kỹ năng vô song của nó là cái lượng đam tốt nhất. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở cái vấn đề khó khăn của vô song thì nó lại là cái thời gian hoạt cảnh quá dài, lây thê màu mè hoa lá cảnh quá mức có thể, nên là thành thử ra là rất ghét khi mà vác nó vào đi các hoạt động PvE đa phần là vậy. Còn cái lượng đam của nó thì đa phần đến từ kỹ năng vô song là chủ yếu, còn các cái kỹ năng bình thường của nó thì không có nhiều cái lượng sát thương lắm. Đấy, con này thì có tốc độ xuất chiêu ổn, tốc độ dùng kỹ năng của nó khá cao, tốc dùng kỹ năng của nó khá cao. Đấy, các bạn có thể dùng nó để đi các hoạt động đánh 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 lính để lấy cái combo, còn đánh bot hay là đánh các hoạt động PvE ấy, thì các bạn nếu như sử dụng nó thì các bạn sẽ phải tránh sử dụng các cái kỹ năng EX hay là kỹ năng vô song, bởi vì hoạt cảnh nó quá dài nên là rất là mất thời gian. Nên là đặc biệt những cái ải mà cần thời gian. Đấy, còn nếu như không có thời gian thì thoải mái, bởi vì cái lượng đam đến từ kỹ năng vô song của nó là cực kỳ khủng khiếp. Đấy, nói chung con này cũng là một con tướng mà cái tốc độ đánh tay của nó là khủng khiếp ấy. Cũng thuộc vào dạng là cao trong game, mặc dù nó hơi đồ sộ một tí và hơi thiên thiên tanh một tí. Đấy. Nào ok, chúng ta sẽ đến với các cái phần hồn của nó. Riêng về chiến hồn thì các bạn sẽ lấy hồn thiên trước, sau đó là các bạn đến hồn địa rồi đến hồn nhân. Còn về binh khí này, cái này chưa chưa rèn binh khí cơ. Ok, binh khí thì à ở ngoài rồi. Ok, về phần khắc ấn của binh khí thì các bạn có thể dùng ấn tăng uy, ấn mượn gió đông hay là ấn đạp diện, là những ấn cần thiết cho vị tướng này. Còn bây giờ sẽ là một vài trận PK của Tôn Kiên cho mọi người xem. Con tướng này thì hơi khó sử dụng một tí. Ừ, hơi khó sử dụng. Các hoạt động PvP của nó là sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Đấy.
Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep.